Xin chào tất cả các bạn đã đến với video clip tiếp theo của Phan Diễm. Thì mấy ngày hôm nay thì mình cũng có một số cái việc bận, cho nên là mình không có đi quay những cái clip review ẩm thực được. Thì do hôm nay thì cuối tuần mình về quê, và cũng không biết là mình thấy nhiều bạn comment là sao là mấy ngày hôm nay mình không ra clip. Thì sẵn về nhà nên là mình muốn làm cái clip ngắn ngắn để mà giới thiệu một xíu ở những cái loại cây trái xung quanh vườn nhà mình để chia sẻ với các bạn luôn. Tại vì các bạn cũng rất là mong Diễm ra clip, thì hy vọng rằng cái clip này sẽ các bạn sẽ thích. Đây thì đây là cái cổng nhà mình. Thì cách đây khoảng 2 tháng thì anh Dũng cũng có đã quay review rồi. Đây mình sẽ chọn cái góc rộng hơn một xíu để cho các bạn có thể dễ thấy hơn. Đây chú chó nhà mình. Đây cái cổng này, cổng nó được lấy ý tưởng từ cái cổng bên nước Pháp. Thì đây là cái góc sân nhà mình. Mình muốn giới thiệu đến các bạn một cái loại nha đam nhà mình. Cái này thì mẹ mình trồng, mà những cái bụi nó rất là to. Mọi người xem cái tán này. Cái này á, đặc trưng của cái loại nha đam này á là bẹ to mà thịt nó rất là giòn. Đôi khi là mình mua ở trong siêu thị á, thì cái thịt nó sẽ rất là mềm. Nhưng mà cái này là mình trồng thiên nhiên và không có phân thuốc gì hết. Chỉ là những cái tro thì để dưới cái gốc thôi. Đây mình sẽ cho mọi người xem là cái bẹ nó to thế nào. Đây bằng cái bàn tay của Diệm rất là to nha. Đây nó to bằng một cái bàn tay của mình thế này nè. Và hiện tại thì mẹ mình cũng bán này mọi người. Mình bóp vô nó không bị mềm nha, nó rất là cứng nè. Thì không biết là nếu mà anh chị em nào ở Sài Gòn mà muốn mua nha đam thì Diễm có thể bán được nha đam nha. Hiện tại thì mình chưa bán được các mặt hàng khác, nhưng mà nha đam này thì nếu mà ở gần gần Sài Gòn, trong trung tâm Sài Gòn mà muốn mua nha đam này á, thì Diễm có thể là nói mẹ cắt đem lên bán. Tại vì ở quê thì người ta có cái nhu cầu mua cũng rất là ít, nhưng mà nhà mình thì trồng nha đam rất là nhiều. Cho mọi người xem những cái bẹ này. 1 này, 2, 3, 4, 5. 5 cái bẹ này là to nhất, trong kia cái nữa là 6. 6 bẹ, đó. Hay những cái bụi nha đam to chà bá lửa luôn. Còn đây là mấy cây mai. Cổng nhà mình thì hiện tại là đang có 3 lớp, 4 lớp. 4 lớp, lớp ngoài cùng là loại cây lớp ở ngoài cùng mới là cái cây si, cây gọi là cây xanh. Lớp thứ hai là cây trang đỏ. Lớp thứ ba là trồng mai, và lớp thứ tư bên trong là trồng hoa với lại là nha đam. Thì mình sẽ quay qua đây một xíu cho các bạn xem nha. Hiện tại thì hôm trước là ở đây có một cái gốc cây hồng, nhưng mà hiện tại cây hồng này nó đã chết rồi. Còn những cái loại hoa tím này thì nếu mà mình không nhầm thì là hoa tigon, không biết phải không ta. Cái loại hoa hình như là không phải hoa sao mai tím hay sao á. Những cái bụi này là mình đi ăn trộm về. Mình đi dọc đường, trên đường mà mình đi về gần nhà mình ấy, thì mình đã ghé ăn trộm để về đây trồng. Và bây giờ nó rất là tốt luôn, trời mưa rất là tốt. Cho các bạn xem một xíu nè. Những cái bụi nha đam này nó đang đó, cây con này nè. Những cái gốc cây con của nha đam. Nha đam thì rất là dễ trồng nha. Chỉ cần mình cứ quăng ở đó thôi là nó sẽ sống đây nè, quá trời luôn. Nếu mà các bạn mà ở gần nhà Diễm thì sẵn sàng tới đây là mình sẽ cho các bạn cây con về để trồng. Đây, còn đây là hoa hồng. Hoa hồng mình mua từ ở Sài Gòn về. Ngày mình mua thì nó chỉ tầm ngang đây thôi, nhưng bây giờ thì nó rất là cao rồi mà. Tại vì cha mình thì vừa bị đứt cái gân nhị đầu bắp tay. Hiện tại thì vừa mới mổ xong, cho nên là cũng vườn tược thì cũng không có được chăm sóc kỹ. Mọi người thấy cây nó hơi hơi bề bộn một xíu ấy, là tại vì bữa giờ thì cha mình đau tay, mẹ mình cũng đang bị thoát vị đĩa đệm ấy, cho nên là cũng không có chăm sóc ấy được. Anh mình thì cũng đang có việc bận đây, nên mọi người bê bối xíu mọi người thông cảm. Đây là những cái nụ hoa mai nè, ý nụ hoa hồng. Đây là những cái hoa nó nở xong rồi nó tàn rồi nè đó. Cái giống này rất là đẹp nha, cái màu này rất là đẹp. Đây những cái nụ này chớm nở luôn, để quay cận cho cả nhà xem. Sao nó lấy nét được ta? Hình như nó chưa được lấy nét. Để Diễm đây là cây mai hồng, ít cây hồng, hồng cánh này thì hồng nhạt thôi. Còn bên đây nữa nè. Đây.
Đây mọi người thấy dễ thương không? Đây là một cái nụ nữa nè. Cái này nó lấy nét hơi lâu một xíu. Đây, bây giờ mình sẽ đi tham quan qua bên đây một xíu nha. Đây cũng là nha đam. Nha đam, nhà mình trồng nha đam rất là nhiều. Những cái bụi nha đam này thì mấy ngày hôm nay là chưa có cắt được. Đây, ở đây là một cái cây ớt tím này. Không biết có sâu không? Diễm rất là sợ sâu luôn. Trên đời này mình sợ nhất là cái con sâu luôn. Đây là ớt, mình hái vài trái ớt một xíu vô mình à. Xíu ăn cơm. Ớt này không biết có cay không. Còn bên trong này là rau má. Đây, những cái bụi rau má nè. Xanh mướt luôn. Đây là cái hàng rào trước nhà. Còn bây giờ mình sẽ đi qua một cái bụi nha đam ở bên bên kia. Ở bên kia vẫn còn nha đam nha các bạn. Hy vọng rằng cái clip này ngắn ngắn nhưng mà nó sẽ một cái trải nghiệm khá là thú vị. Diễm về tới Sài Gòn, về tới quê là lúc 6 giờ luôn. Là mình đi ra ngay vườn mình thực hiện cái clip này luôn á. Đây. Đây là nha đam mà mẹ mình chiết nhỏ ra nè. Thì cái này thì mẹ mình chủ yếu là đem cho thôi chứ không có bán gì hết. Những cây con này thì hàng xóm xung quanh mà ai mua thì ý ai xin thì là mẹ mình sẽ cho. Nhà mình còn trồng mấy bụi lan nữa nhưng mà để bên trong ấy không có quay được cho cả nhà xem. Buổi tối nên là cũng trời nó hơi tối rồi. Đó, đây. Có mấy cây này rất là đẹp nè các bạn. Đó, các bạn thấy đẹp không? Đây là một cây ớt nữa nè. Ớt này gọi là ớt hiểm. Ớt xanh này thì cắn nguyên trái này rất là ngon. Đó. Ở trong cái lá xanh xanh đó là lá cẩm. Lá cẩm để làm xôi. Còn cây này thì rất là đẹp nha. Nha đam. Bây giờ mình sẽ đi ra giới thiệu cho mọi người một xíu. Hồi bữa Diễm có làm một cây mít tú nữ. Thì cái cây ở bên trong á, hiện tại thì đã hết, gần hết trái rồi. Cho nên là Diễm không có quay. Diễm đi quay giới thiệu mít Thái cho cả nhà xem. Tại vì tranh thủ sợ trời nó tối. Đây, những trái mít Thái. Đây là cái ghe nhà mình kìa. Nhà mình có cái ghe đó đó. Là nhà mình thì trước nhà mình là sông. Bờ sông. Nhưng mà hiện tại thì cái tình trạng mà lục bình ý, nó hơi nhiều. Đây. Thực sự thì hơi buồn. Chuyến này đi anh Dũng đi theo xe đầu, anh Tú, anh xe đầu kéo. Và Diễm không được đi, Diễm phải cho ở nhà. Và ngày mai á, thì các anh sẽ được trải nghiệm ở Sapa. Và Diễm cảm thấy rất là buồn và rất là ghen tị. Tại vì mình không được đi. Nếu mà chuyến đó mà đi có mình nữa thì chắc hẳn là sẽ mình sẽ rất là vui. Nhưng mà cũng vì cái lý do là không thể nghe. Phụ nữ thường thì con gái thì đi cùng với các anh này nó cũng hơi bất tiện. Rồi cái lịch trình di chuyển của các anh thì nó rất là dày. Và mình thì còn cái công việc nữa. Cho nên là mình thì không có thể đi theo được. Nhưng mà mình rất là buồn. Hiện tại thì lịch trình cũng khá là bận nên mình cũng không có liên lạc được với anh Dũng. Nên là mình cũng không biết là hiện tại thì cái anh ấy đã đi tới đâu rồi. Thôi thì bây giờ là các anh em sẽ giao lưu với nhau thông qua những clip trên YouTube. Đây, cái những cái trái mít non nè. Đây. Hiện tại thì mít ở miền Tây chỉ còn khoảng hơn 10.000 một ký thôi. Có những cái này người ta gọi là giái mít nè. Nhưng mà cái món này mà chấm với lại muối thì rất là ngon. Và hái vào cái buổi sáng sớm rất là ngon. Mai mình hỏi cha mình coi là cái loại nào có thể hái được thì Diễm sẽ hái và review cho cả nhà xem. Ngon quá. Không biết chuyến này đi thì các anh Tú này, anh Đông và anh Dũng có mua cái gì về cho mình không? Có gì làm quà không? Đó. Thì Diễm sẽ đứng ra ngoài bờ sông một xíu cho cả nhà xem. Cái dây này là dây bí đao. Dây này hình như là dây bí đao. Trời hơi tối, may mà có cái con điện thoại mới này.
màu nó khá là sáng. Dây bí đao cả nhà ơi, đây hoa nó này. Đây, trời trời ơi, trái bí đao nè. Ôi trời ơi, chắc ngày mai. Trời ơi, đây là bờ sông. Ngày xưa là sông này nước sẽ cao lên tới trên này luôn nè. Đó, xung quanh cặp bờ là nhà mình trồng mít nha. Ở bên đó là có một cái bầy vịt, còn bên đây là ghe. Thì ngày trước ở đây sông rất là nhiều và ghe chạy gọi là tấp nập luôn ấy. Nhưng mà khoảng hơn 5 năm trở lại đây ấy, thì cái tình trạng lục bình nó khá là nhiều. Sông hiện nay thì sông cũng bị ô nhiễm do là chăn nuôi rồi thuốc này kia nữa, cho nên là không còn đánh bắt cá được, không còn giăng lưới, kéo lưới để mà ăn cá nữa, rồi lục bình này kia nữa, cho nên là các bạn thấy là cái tình trạng nó hơi êm đềm, hơi buồn. Thật ra lúc trước thì ở đây rất là cái sông này rất là nhộn nhịp luôn. Còn bây giờ thì Diễm sẽ đi vô để làm cơm cho cha ăn, tại vì ngày mai là nhà mình sẽ đầy tháng cháu mình, cho nên là mình về để đầy tháng với cháu, xong rồi chiều mai thì mình sẽ lên Sài Gòn. Ngày mai thì mình sẽ làm cái clip là thu hoạch những gì ở nhà mình có để mà mang lên Sài Gòn. Còn bây giờ thì Diễm xin kết thúc clip ở đây. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều, và hy vọng rằng clip ngắn chia sẻ xung quanh nhà mình sẽ được sự yêu thích của các bạn. Hãy cho Diễm like, share và đăng ký kênh, và các bạn comment bên dưới cho Diễm những đóng góp ý kiến nha. Bây giờ thì Diễm xin chào tất cả các bạn nha.